Kênh Đồ Lính Mỹ xin chào các bác. Hôm nay thứ ba, ngày 29 tháng 10. Em lên với các bác như mọi ngày vào khung giờ 6 giờ 30 mỗi tối hàng ngày nha các bác. Có gì lên đó ha, lộn xộn. Đầu tiên em lên áo xanh không quân. Để nó hơi bị nghe quá. Một cái áo học viện không quân nha, độ mới cao lắm, bo còn ôm khít như này. Em để nó hơi bụi thôi nha, chứ độ mới rất cao, không tì vết luôn, bo còn ngon. Khóa khóa đồng đen luôn, à, không phải khóa nhôm, khóa nhôm nhưng mà nó sơn đen. Size 46 riu luôn. Rồi các bác từ 78 đến 92 thì đồ mới cao lắm nha các bác. Rồi 78 kg trở lên và 1 mét mét 65 trở lên là được. Mét 65 đến mét 78 được. Rồi đầu lai em bán 400 nghìn. Mới lắm, con này mới mới tinh luôn các bác, 98%. Chuẩn học viện không quân nha, nó có túi trong. Đời 2002. 400.000 đồng, mã số 736 các bác. Vai 54. Tay 69. Rồi, dài 68 nha. Cái này nó không có lót phụ nha, chỉ có lót mỏng này thôi. Mã số 736 nha các bác. Rồi em lên một con Alpha, một con Quadca Alpha nha, tiếp N3B, hàng thương mại của hãng Alpha Industry, gia công tại China nha các bác. Size 1 Quadca. Cái lông này các bác tháo rời được này. Cái nón nó vành lông nha, cái lông các bác không thích mình tháo rời được. Rồi, các bác gài vô đây. Cái lông nâu thấy có vẻ không đẹp lắm, có tháo bỏ đi, còn cái lông này thì không tháo được, về giặt sạch sẽ lên là mang thôi. Rồi đem dưới nó hơi rất ráp tí. Ok, này nó tụt cái dây eo rồi, nhưng mà chắc ít ai xài. Rồi nút thì nó mất cái thay hộp, các bác lấy thì em đính nút cho, em sẽ đính nút khác lại cho các bác. Rồi size small, hàng của Alpha nha. Ồ, có bo luôn nha, còn bo bên trong. Size small. Rồi 60 đến 70 cân. Chính hãng Alpha, màu ô liu luôn đấy. Khóa nhựa IKK 2 chiều. Khóa 2 chiều luôn nha các bác. 60 đến 75 cân vẫn được nha. Bắt ca thì mang rộng rộng chút cũng được. 75 vẫn thoải mái. Rồi. Chính hãng Alpha, hai cục kẹo còn logo đây nha. Hàng của Alpha nha các bác. Rồi. Tình trạng. Ôi, cái này nó tụt chỉ. Ở trước không lỗi lầm. Ở sau không lỗi lầm. Ô, áo còn ổn đấy nha các bác, không lỗi nha. Rồi không lỗi lọc, áo còn trên 92%, nó có một cái lỗi là bị tụt chỉ thôi. Cái này là tụt chỉ nha các bác, em sẽ đạp lại cho các bác, như rin là không vấn đề, nó chỉ tụt cái đường chỉ thôi nha, nhắc lại là tụt đường chỉ thôi chứ không phải rách gì đâu. Em sẽ đạp lại nha, đạp lại thì như rin thôi, cho nên là không vấn đề, còn xem như không có lỗi đâu nha các bác. Rồi còn lại ổn hết. Rồi giày lớp bông như giày ấm nha. Em bán 600.000 đồng. Mã số 737. À, dài 78 nha các bác. Giấy là
600.000, mã số 737. Rồi em lên một con M6 lận. Một con M6 lận. Sao mệt các bác? Rồi 80 đến 95 cơ và 1m7. 1m74 trở lên nha. Rồi, ok các bác. Không lỗi lọc. Em bán 500.000. Nó hơi to rồi nha. Nó dưa dưa một hai chỗ. Sau cánh tay dưa đây. Này mờ mờ thôi, không vấn được nhiều. Rồi. Rồi ok nghe các bác, chỗ này nó tháo tem nó có xước tí. Xước tí. Chuẩn cấp phát nha. Chuẩn cấp phát. Này hơi dơ xíu. Đấy dơ đó. Rồi sau lưng là sạch sẽ, không lỗi lầm. Tay bên phải là ok. Cũng dơ dơ xíu. Rồi, nhưng mà size nó to, bác nào to chút cho con size lát lon được nha. Chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 99 nha. Rồi nhà thầu Golden MFG, áo sa mạc, lót bobble. Cái dây eo nó mất, cái dây eo em sẽ luồn vô sau cho các bác. Dây dưới còn. Rồi. Nước màu cũng còn ổn đấy. Nước màu nó còn tổng thể 92% trở lên. Rồi bác nào thấy hợp lý em bán 500.000. Mã số 738 nha các bác. 500.000 rồi. Vai 55. Tay 67 nó không có tam giác tay nha. Đời sau năm số sau năm 97 là nó không còn tam giác tay. Và dài 84 nha, 500.000 rồi. Mã số 738. Tiếp tục. Tiếp tục em lên một cái áo satin. Thời gian. Áo satin thời trang. Ồ, hàng của Gap nha các bác, thương hiệu Gap 1969 nè. Thương hiệu 1969, Silat, Made in Indonesia. Thương hiệu của Mỹ ha, gia công tại Indonesia. Silat này bằng da thật luôn đấy các bác. Gap đây, thương hiệu Gap nha, 1969. Tức là cái thương hiệu này nó ra đời năm 69 đó nha, chứ không phải đời 69 đâu. Này đời mới. Rồi, chất liệu satin nha, vải satin luôn đấy. Màu này gọi là màu gì các bác, màu lam lam đó nha. Cái màu này nó vậy đó nha, thế còn độ mới còn ok đấy. Độ mới cao đó nha. Cái màu nó nhạt vậy thôi nha các bác, lưu ý là cái màu nó nhạt. Chứ còn độ mới thì nó phải 94-95% được. Nhưng mà cái màu nó là màu nhạt nha. Và chất vải là satin luôn nha các bác. Chất vải y như hàng của áo satin mình cấp phát. Rồi, thông số nó đây. Rồi đây. Made in Indonesia, 100% cô tông nha. Rồi, không lỗi lầm. Áo satin. Tại ô cái này cũng được mà kiểu thời trang nên mình cái màu nó lạ các bác, kiểu dáng này nó cũng gần gần giống như hàng có phát này. Rồi cái này sư tương đương size 17 nè các bác, phải 75 kg trở lên, 75 đến 85 kg hoặc 88 kg cũng được. Rồi và cao mét, cái line này nó hơi dài đó, mét 68 trở lên, mét 68 đến mét 78 nha. Rồi hàng thương mại thôi, nhưng mà nó là vải satin 100% cô tông. Em bán. Ủa, vải cái màu cũng đẹp nha các bác. Em bán
450.000. Vải satin luôn đấy. Vai 50. Tay 66. Và dài 79 nha, 450.000, mã số 739. Rồi, em lên một cái quần nữa nè. Cái quần này hình như hàng cấp phát hay sao, chút hồi em sẽ coi. Nhưng mà cái màu em thấy nó giống nha. Cái quần này nó là quần nỉ. Quần này nó là quần nỉ nha. Cái này như hàng cấp phát á. À, không phải. Nó có, em nhớ nó có cái bộ cấp phát mà nó giống giống cái Cool Winter size small nha. Rồi cái này không phải. Dùng không biết đi, thương mại không biết là cứ cho do thương mại. Rồi. Hàng thương mại nha các bác. Size small. Ok. Phối tức là nó là nỉ bông nha và phối dù. À. Con này hay đó nha. Nhưng mà cái áo này thì nó khác nha, nhưng mà em thấy cái màu nó lại giống giống nhau nè các bác. Về ghép bộ, nếu mà các bác ghép bộ được thì chốt cái quần về ghép bộ luôn cũng ok. Rồi. Cái này đọc đấy các bác. Cái này nó có đồng bộ, nó có cái áo nữa đó. Mà cái áo của nó cũng đắt lắm. Con này độ mới cũng cao nha. Dây kéo từ trên xuống dưới nè. Các bác cũng tháo rời cái ống ra được nha. Size small rồi, các bác từ 60 đến 70, 72, 75 kg cũng được. Hai cái ống các bác tháo rời ra được. Rồi, vòng bụng như tư. Nó có thun nha các bác, cho nên tầm 90, 90 đổ lại được. 90, 94 cũng được. Em vòng bụng 85 nè, bụng em 85. Nó cũng có độ thun là mang vừa, nói chung là như em 68 cân mang vừa. Các bác cứ từ 60 đến 75 kg là được hết. Túi. Ok. Chuẩn bị nha các bác. Ủa, mưa to các bác. Bão nó vào cho nên là hơi rét. Ảnh hưởng chung đúng không các bác? Rồi con này em bán 600.000. Đồng nha các bác. Độ mới cao 95%, không lỗi lầm nha. Không lỗi lầm. Dây kéo ống từ trên dưới tháo rời ra được. Eo lên để nhẹ này là có 74 thôi. Kéo căng lên nó tới 104 rồi. Dài 107. Và ống là 25 nha các bác. Mã số 740, 600.000. Tiếp tục. Lên một con áo Bacca. Con này cũng của hãng Speedwatch nha. Chuẩn Mỹ. Hãng Speedwatch nó hay có mấy cái tem cờ này, nó may rời nha. Made in USA. Thường hàng bị sụp quát nó hay cái may cái tem cờ rời như thế này, tất nhiên nó là hàng thương mại thôi, Made in USA của hãng Speedwatt. Các bác nhìn thấy cũng DSA 100 như ai này, thấy không? DSA 100 nhưng mà nó không phải cấp phát đâu nghe, nó hàng thương mại thôi. Và cái hãng này là hãng Speedwatt này, hãng này chuyên may áo G8, là cái thương hiệu này, cái thương hiệu này là chuyên may áo G8 nha các bác. Tất nhiên nó chỉ hàng thương mại thôi, hãng này nó không có ký hợp đồng với quân đội đâu, cho nên không có hàng cấp phát của cái hãng này nha, Speedwatch. Cho nên mấy cái áo G8 mà các bác hay mang là đa số là của hãng này. Tất nhiên là hàng thương mại, Made in USA, size 46. Khóa ID. Khóa ID nha, Speedwatch. Thương hiệu của Mỹ nha. Và nó là thập niên 90 đấy. Cái vải nó chất lắm. Cái vải nó với vải alpha nó không như nhau đâu. Chất lắm nha. Tiếp N3B. Rồi, độ mới cũng còn ok đấy. Size to, cái này cũng phải 80 kg.
Rồi, bò bên trong nha, có bò bên trong nha các bác. Độ mới cao đấy, độ mới 94% được, cái vải đẹp lắm, cái màu xanh đen nha. Rồi, cái này thì ấm nha các bác, cái này thì bao ấm, cũng dày ấm, lớp bông vào trong. Rồi các bác từ 75kg cũng được, 75kg có thể mặc thêm cái áo khoác bên trong, còn không thì 80 đến 94 cơ. Rồi em bán 650.000, độ mới cao, 94-95% được, không nổi lòng nha. Bắt cả N3B nha, kiểu dáng cái form là form N3B. Nó may theo form mẫu N3B đây. Rồi số cân thì em báo rồi nha, còn các bác cứ cao mấy 68 trở lên đi. Chiều dài, dài 87 nha, 650 nha, mã số 741. Rồi tiếp tục, tiếp tục ăn lên một cái áo bát ca nữa nè các bác. N, cái con này N2B, N2B nha các bác. Con này nó bị cắt cái tem, hàng của Alpha luôn nha, cam kết là của hãng Alpha Industry, không hiểu sao nó cắt cái tem. Hàng này đời mới nha, nó made in China, size medium, hàng đời mới, nó bị cắt cái tem thôi, nhưng mà nó là chính hãng Alpha nha, cam kết là chính hãng Alpha Industry, và đời mới thì nó gia công ở Trung Quốc, quan trọng là chính hãng nha. Rồi độ mới cao lắm, khóa đồng, và màu này là màu cổ Việt nha các bác, nón lông, lông liền. Các bác không thích thì tháo cái lông đi thôi, nhưng mà cái lông này đẹp các bác để. Rồi độ mới cao lắm, độ mới cao nha, bo tròn. Sorry các bác, size medium, N2B, tiếp N2B, chuẩn chuẩn Alpha nha, gia công tại China. N2B thì nó form ngắn hơn, nó có bo rồi, và nó vừa size của em nha, 60 đến 74 cực, thường là 60 đến 70, nhưng mà tại form này nó rộng rộng cho nên các bác 75 cân đổ lại vẫn vừa. Ok ha. Rồi em bán màu đẹp không các bác, 1.900.000, mã số 742. Cái màu cổ Việt nha các bác, dài 67 nha, độ mới cao, không tì vết nha, 1.900.000, mã số 742. Tiếp tục, lên một cái áo khoác các bạn, một cái áo khoác nó gần như cái form áo ấm hải quân, mà cái này của học viện nha, chuẩn cấp phát năm 2002, đời 2002 nha, size to này, size XL regular là size to lắm, tay suông nha các bác, tay suông nó có bo chìm bên trong, chiếc vải là poplin poly, nó cũng kháng nước nhẹ đó nha, mặc đi mưa bay bay cũng được. Rồi XL regular cũng size to đó, 80kg trở lên, 80 đến 100kg, độ mới cao lắm, 250.000, mới lắm các bác, con này chỉ 95% đấy, tay suông nha, form áo ấm hải quân đó, tay suông bo chìm bên trong. Rồi dài một bài dài 71 nha, bán 250.000. Rồi mã số 743. Bệnh nè các bác, sổ mũi. Rồi tiếp tục,
cái áo ba DC size lát nha, lát regular, độ mới cao lắm. Ừ, màu xanh lét luôn và size lớn nha, size lát nha. Các bác từ 75 kg trở lên, lát regular chuẩn lính Mỹ nha. Cổ ở đâu cũng co ổn nha, này hơi mồ hôi tí thôi, lót full lót. Đây cái lót đời 51 nha, mẫu đập 551 nè, cấp phát 551 ngày 19 mát là tháng mấy quên này. Rồi và mẫu đập là ngày 24 tháng 11 năm 50, cấp phát 551 nha, đúng chiến tranh Triều Tiên luôn nha các bác. Cái lót còn cái áo của nó đây, độ mới cao lắm. Các bác nhìn cái tem cứng nhắc như thế này, tem trắng tinh luôn các bác. Rồi chuẩn lính Mỹ 551 nha, size lát regular, độ mới rất cao, coi còn guarantee không. Này người có guarantee không biết. Rồi kiểm tra tình trạng lỗi nha, thân sau không tì vết, chất vải này các bác, chiếc vải còn mới lắm. Thân trước không tì vết luôn, có dính dính gì đây, cái chai đấy đâu ta, cái này ra đây. Này em nhìn này em đoán ra, để em giải quyết cho luôn. Ra nghe các bác, mày phải vào vài lần chắc chắn ra. Rồi mới vào một lần là thấy nó mờ hết, dừng hết rồi. Bao ra nha, em vào sơ sơ là thấy ra rồi. Này phải vào ba lần nó mới ra, nhưng mà thôi em cứ vào sơ thêm lần nữa đi, rồi mai không hết em vào thêm lần nữa cho các bác. Rồi nó ra gần hết luôn rồi nghe. Cái này mai vào lần nữa là bao ra, cho nên là không vấn đề. Thân bên này cũng sạch sẽ, không tì vết luôn các bác, độ mới rất cao nha. Các bác nhìn cái cổ tay mà chưa có nếp gì luôn, lót bên trong tem rin theo báo. Con này mới, độ mới rất cao nha. Ok hết nha các bác, tem theo báo. Cái cổ sau nó làm cái vải, cái màu nó hơi khác ha. Nhưng mà nguyên rin, quan trọng là nó nguyên rin đó, mình mặc mình bẻ ra kiểu của nó vậy, nhưng mà nó nguyên rin nha. Rồi áo không lỗi lầm tì vết nha các bác, độ mới trên 95%, độ mới cao đấy nha, không tì vết. Rồi bác nào 75 đến 80 thì có thể mặc thêm áo phi lá kết bên trong ha. Còn không thì nếu mặc áo mỏng, mặc áo mỏng vào trong thì tầm 80 đến 90 cực. Rồi và cao mét tay em mang hơi dài, rắc rồi thường quay bắt to thì cái vai nó bự, nó nâng cái tay lên. Nói chung cứ mét 68 trở lên đi. Rồi. Nó mới lắm. Em bán 1 triệu. Một triệu bảy nghe các bác, độ mới cao, không lỗi lầm. Vai 52, tay 68,
và dài dài 119 nha, đầy đủ nghe hết nha các bác, không lỗi gì hết, nút đồ đầy đủ, chưa bể hột nào đâu. Mã số 744, 1,7 triệu nha các bác. Rồi lên một cái áo phiêu Hà Lan chuẩn lính Mỹ năm 87, à tôi quên, chuẩn áo phiêu Hà Lan còn chuẩn lính Mỹ nên em nhầm nha các bác, chuẩn lính Hà Lan năm 87, 100% co ten cô tông nha, nha chất vải nó chất lắm, cái này vải nó ok lắm, vải như vải áo 1051, hai mặt nó cùng vải luôn đó. Độ mới cũng cao đó nha, màu ô liu nhưng mà nó cũng nhạt nhạt, độ mới tương đối thôi, độ mới nói chung nhìn nó đều mọc nhưng mà có cái tay thì nó hơi sờn sờn tí, hơi sờn cổ tay thôi, chứ còn cái nước màu anh thấy còn ok đấy. Rồi nếu xét về cái nước màu nó phải 93%, nó sờn sờn cái tay nó cứ cho 90, chứ còn lại ok, cổ được nó bụi thôi nha. Rồi áo phiêu Hà Lan, rồi size nhỏ này các bác, 60 đến 63 đến 75 kg, 65 đi ha, 65 đến 7 đến 75 77 kg cũng được, cao thì phải mét mét 7 trở lên, còn không bác nào thấp hơn về cắt cái tay đi thôi, cắt nó hết cái sườn luôn lên hoặc là xăng lên thì bỏ bớt đai đi, còn xài đai thôi. Rồi chứ còn lại ổn nha, mỗi lỗi là sơn cái tay nhẹ thôi, bác nào thấy hợp lý nhưng mà nước màu nó còn đẹp đấy. Rồi em bán 500.000, chiếc vải đẹp lắm các bác, 500.000 đồng, mà cái kiểu cũng hay đấy, cái túi hay, túi xeo nhìn hay đấy, có túi cho mọi người. Vai 56, tay 63 và dài dài 80 nha các bác. Mã số 745, 500.000 đồng. Ui em mệt quá, cái này hơi mệt các bác. Một cái áo ấm hải quân, này xài lát nghe các bác, xài lát này chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 78, áo ấm hải quân nha, cổ nhung, cái cổ nhung còn đẹp nha, đời 78 dành cho lính thủy thủ nha, làm việc trên bon tàu nó cũng kháng nước đó, cái lót của nó chất lắm, có miếng lớp mút ở trong, độ mới cao, con này độ mới cao lắm, chỗ này nó hơi này loang dầu, về lấy nước rửa chén vào nhẹ nó ra đây, độ mới cao lắm nha các bác, áo ấm hải quân độ mới rất cao nha, trên 95%, độ mới nói chung thuộc dạng cao, rất cao thì nhiều khi không đúng. Rồi bo len bên trong, bo còn ngon nha, không lỗi nha. Rồi bo còn ok, không lỗi lọc, thân trước sạch sẽ, độ mới 95% trở lên nha. Thân sau cũng vậy, không lỗi lầm luôn các bác, tay tay cũng ổn, không lỗi, chỗ này nó hơi loan loan như mờ mờ đây, cái này không đáng kể đâu các bác, nó mờ thôi, nhìn nó ăn màu hay gì mờ mờ thôi, và sau cánh tay nha, sau cánh tay bên trái, rồi ổn hết, cái này thì nó bị dơ, này em bao ra nha.
Đây mai em xử lý cho các bác yên tâm. Bao ra. Rồi. Nó có một lỗi em quên bảo. Nó mất cái tay cầm khóa. Không biết em có tay cầm khác không ta. Rồi mai em thay cho các bác luôn. Em sẽ kiếm củ khóa khác em thay cho các bác nha. Chân khóa còn ngon. Em thay củ khóa rin cho các bác nghe yên tâm. Rồi. Sai lát nhưng mà thấy cũng không không to đâu nha. Các bác tầm 7. Bác nó thích rộng rộng 72 kg là được rồi. Em mai này hơi rộng đó. 75 đến 85 kg. 85 thì không biết hơi trực á. Nói chung các bác từ 72 đến 82 kg là đẹp. Bác là thích rộng rộng thì 72, còn không thì phải trên 75 kg trở lên. Rồi. 3 triệu đồng. Không lỗi lầm gì hết nha. Cái này mai em giải quyết cái em sẽ gỡ cái củ khóa khác em thay rồi cho các bác. Còn lại ổn hết. Trong này cái vải nó có cái đường gì là cái vải của nó nghe nghe cái lót thôi. Lúc nó sản xuất nó có sẵn luôn rồi trong vậy là bị ấy rồi. Lót. Còn lại đẹp nha, áo còn đẹp đấy các bác. Không lỗi lầm. Vai 54. Tay 67. Chỗ này dơ thì mai em giải quyết cho các bác yên tâm. Mới lót cái này ra nắng đẹp lắm các bác. Dài 77 nha. Dài 77. 3 triệu đồng. Rồi, tiếp tục. Cái này nó cũng mất cái tay cầm luôn rồi. Em sẽ thay củ khác cho các bác luôn, yên tâm nha. Mất cái tay cầm. Hàng của Alpha nha. Size medium. Mắt in Việt Nam luôn nha các bác. Việt Nam mình họ gia công đó nha. Gia công tại Việt Nam, thương hiệu Alpha Industry của Mỹ. Gia công tại Việt Nam và xuất đi thế giới. Đồ mới, màu đen thui nha, bác nào thích màu đen chốt cho em con này. Bo trong còn ngon. Rồi. Mưa hơi to cái hơi ồn các bác không cảm. Mới lắm cái, đồ mới còn ok nha. Chỗ này nó hơi dơ rồi, cái này dơ bụi ra, ra. Em đẩy sơ cái đó ra. Rồi nó ra nha, nó bị dơ thôi, cái này dơ bụi thôi nha. Để đẩy tí là nó ra. Chất vải thì khỏi chê rồi. Size medium. Nó một cái lỗi là mất cái tay cầm, mai em sẽ thay củ khóa khác cho các bác. Hàng thương mại chính hãng Alpha gia công tại Việt Nam. Khóa các bác kéo lên tới đây rồi nha. Cái khóa nó mất cái tay cầm em khỏi kéo. Khóa thì nó không có hư đâu. Ok rồi các bác từ 60. Bán là thích rộng rộng thì 67, 65, 67 cân. Còn không từ 70 đến 80 cân nha. Rồi cao 1m67 trở lên. Rồi con này em bán 850 nha. Dài 83 nha. Mã số 747 nha. 747, 850 ngàn. Này hơi mệt các bác. Con này nó mới ăn tiền, nhưng mà nó ăn cái size thôi. Nó ăn tiền ở cái size thôi nha các bác. Chứ còn độ mới nó cũng không cao. N3B size XML nha. Chuẩn cấp phát lính Mỹ nha. Đời 74. Chuẩn thi công Mỹ luôn đấy nha các bác. Đời 74 nè. Size XML.
nó chất vải của nó đây, vải nó nhìn nó gần gần giống vải 1065 á, nhưng mà nó màu xám khoai môn nha, nó hơi dơ rồi, các bác nhìn kỹ nè, đó nó dơ nha, còn giặt ra hay không thì em không biết á, hết xui tôi cái này nó giặt rồi nhưng mà nó chưa vệ sinh sạch hết, đó cái này đây nè, các bác nhìn những cái nếp dơ, em để cận cảnh là các bác dễ hình dung nhất luôn, đó nó hơi dơ. Bo còn nha, bo bên trong còn, quan trọng là cái size nó nhỏ, khóa Scoville. Về các bác giặt thì em khóa nó hơi tơ chút nhưng mà kéo vẫn tốt nha, kéo vẫn được, hơi dơ dơ thôi, chung là bác nào xuyên về giặt giùm em ra được thì tốt, nó dơ dơ thôi, cái này đây nữa này. Nhưng mà lưu ý giùm em là cái size này hiếm nha, ít sợ một bác nào nhỏ con. Nói chung nó dơ đứt đó, quanh hết áo. X small nhưng mà em mang vẫn vừa. Thường cái này nó may rộng đó. Rồi các bác tầm ấm lắm nha. Bác tầm dưới 60 cân thôi. Còn bác đó là thích ôm thì dưới 65 cân. Em mang vẫn thoải mái. Và cao 1m68 đổ lại, 1m7 đổ lại được. Rồi nói chung là nó dơ, còn lại là không rách lũng, không lỗi lầm gì đó nha, bo cũng còn luôn. Rồi và nó ăn tiền đang cái size đó. Rồi em bán 550.000. Mã số 748 nha các bác. 550.000. 550. Mã số 748 dài 84. Rồi em lên cái quần dạ luôn. Cái quần dạ này còn mới lắm. Quần dạ xưa nha các bác. Cái này mới lắm. Còn cả dấu phấn với ống luôn. Cái này nó may thêm lớp đệm để khỏi gãy ống nữa nha. Mới lắm. Ấm nha, nhưng mà nó không có ngứa đâu nha. Bằng dạ. Cái này chắc của châu Âu hay của nào thôi. Nhưng mà chắc nó cũng hàng xưa đấy. Độ mới rất cao nha, mới lắm, không tì vết, 96%, hai cái túi sau nó mổ, mới, rất mới nha các bạn, ấm nha, này bao ảnh, eo 90, dài 103, ống 25, 300.000 đồng. Mã số 749 nha các bác. Tiếp theo lên con bắt ca này nữa. Này của hãng Alpha luôn. Alpha Industry, made in USA nha. Chuẩn Mỹ nha các bác, thương hiệu của Mỹ. Alpha Industry gia công tại Mỹ luôn. Rồi, và nó là của thập niên 90 nha, size XL tiếp N3B, hàng thương mại chuẩn Mỹ. Rồi. Bo cũng còn ngon nha. Cái bo trong nó hơi long long thôi. Rồi. Áo không lỗi lầm. Màu xanh như vậy, xanh cổ Việt đó nha. Không lỗi lầm luôn các bác, độ mới còn ok đấy. 94%, nhưng cái lông nó có vẻ không đẹp đúng không? Các bác không thích về tháo đi. Nhiều người người ta cũng tháo ra rồi. Nhiều người họ không thích cái này tháo ra đi thôi các bác, nó mây đè lên thôi các bác tháo ra không vấn đề nha. Rồi. Rồi em bán 550.000. Cái này được mây 80kg trở lên đó. Chân khóa còn ngon. Khóa ID luôn. Rồi. Ok, ok, nó to nha, phải trên 80 cân đó nha, 80 đêm tà đấy. Nó còn lại ổn hết á, có điều size to em bán nó rẻ hơn, thấy chưa, con này còn ổn. 550.000. Rồi, cái này vào mùa các bác mang kìa. Bao đẹp, bao ấm nha.
mã số 750, 550.000. Và năm nay nghe các bác bảo là rét dài đấy các bác, khả năng rét dài, rét đậm, rét hại và rét cực đoan nha các bác. Nghe các bác bảo thế nên là không biết có rét hay không. Rồi, lót lụa. Mưa to các bác. Con này không biết cụ nào luôn á, cái chiếc vải nữa đây. Nó là bằng vải len luôn nha, lông cừu đấy. Rồi. Không biết cụ nào, nó mất cái hột đúc rồi. Các bác lấy đem thay lúc đi. Độ mới cao lắm, 96%. Nhưng mà không biết cụ nào luôn các bác. Chả thấy tem gì đâu. Nhưng mà nó form, nó dạng như form không ngắn, form thế chiến đó nha. Nhưng mà cái này không ngắn đâu. Cái này được cái là nó dài nè. Cái này giống như của thằng Bỉ đó các bác. Ồ, lưng không ngắn nha. Đó như vậy. Rồi nó có suy vậy này, người gạo. Rồi cái này các bác 62 đến 73 kg. 64 đây ha, 64 đến 75 kg đây. Rồi lưng dài không ngắn nha. Đổ các bác. Size thuộc dạng to đấy nha. Nhưng mà dưới 75 kg. Độ mới rất cao nha, em bán 600.000. Không biết cuộn nào luôn nha bác. Này cứ quy cho hàng thương mại đi. Em bán 600.000. Vai 50. Tay 64 nha. Và nó được cái là nó dài, nó không bị ngắn. Dài 64 luôn. 600.000 đồng. Mã số 751. Mã 751 nha các bác. 600.000. Tiếp tục. Tiếp tục em lên một cái áo alpha, áo pilot alpha nha các bác, thương hiệu của Mỹ, gia công tại China. Nhìn cái tem này thì chắc China, nhưng mà nó đời đầu của China đó các bác. Size ít lát này đó, hàng alpha nó có ba cái sọc này là hàng thương mại đó các bác. Nó là đời đầu luôn đó nha các bác, đời đầu của hàng China đó. Made in Burma nha, là của Myanmar đây các bạn. Made in Myanmar chứ không phải China. Đây, Made in Myanmar này. Nó là đời đầu đấy. Nó khoảng đầu năm 2000. Cái bo thì nó hơi ngã xanh xanh tí thôi đó. Bo tay thì nó vẫn đen. Bo cổ nó vẫn đen nha, bo tay nó vẫn đen. Còn cái bo cổ nó rin hết nha, nhưng mà bên trong nó vẫn đen, mà bên ngoài nó hơi xanh xanh. Chứ không vấn đề. Nguyên rin nha. Khóa alpha. Màu đen nha, độ mới 90% trở lên. Nó hơi bụi bụi thế chứ nó về giặt là phần trăm nó sẽ tăng đấy. Ô, còn ổn nha các bác. Hàng của alpha, lưu ý, hàng của alpha nha. Đây, logo alpha. Rồi, các bác cũng từ cũng 80kg trở lên, 80 đến 90kg em bán 900.000. 900.000 đồng nha các bác. Ủa, cái này size to hơi nhiều. Bác nó thích rộng rộng tầm 7-8 cân cũng được. Vai 56.
Tay 67 và dài 67 luôn nha các bác. Mã số 752 900.000. Rồi em lên một cái áo Filaket này. Chút ghé ra. Sai sờ mô lông mà mưa có mưa không? Coi ở dưới có mưa dưới. Sai sờ mô lông. Chuẩn cá phát lính Mỹ nha, đời 76. Nhà thầu Winship. Rồi. Tình trạng thân trước ổn nha, không lỗi. Không lỗi nha, nó có dấu nút mờ thôi. Không lỗi sạch sẽ nha các bác. Thân sau cũng sạch sẽ, không lỗi lầm tì vết. Tay cũng ổn nha. Như nó hơi bụi bụi tí. Rồi nếp gấp thì khá rõ. Size small lock, đồ mới 92%. Rồi nói chung là nếp gấp thì hơi rõ nha. Nhưng mà còn tổng thể còn ổn. Và nó có một cái lỗi là mất cái tay cầm khóa. Chìa khóa còn ngon nha. Rồi. Nó bị mất cái tay cầm rồi các bác. Các bác lấy em sẽ thay củ khóa ring cho các bác. Em nhớ em còn dư hai củ. Em gắn vô cái hôm nãy cái này cái là cái thứ hai là thích. Em sẽ thay củ khóa ring cho các bác yên tâm nha. Ngon. Khóa servo nha, cái khóa dưới cũng servo đấy. Rồi nón đầy đủ. Cổ đồ còn ổn nha. Và tem mát còn rõ ràng như này. Mã mọc đây. Cái này các bác phải trên 1m7 thì đẹp. Sáu mươi đến 72 cơ, 1m. Nếu mà đẹp phải 1m72, 1m73 trở lên, nhưng mà 1m7 thì chắc cũng được. Nó hơi dài quá, có thể bo lại nha. Cái dây dưới nó mất là em sẽ luồn xong. Rồi còn ổn nha, em bán 2.100.000, 2.100.000 nha các bác. Còn nói chung là còn ổn đó, giá này theo em là hợp lý đó. 2.100.000 đồng. Em sẽ thay củ khóa cho các bác. Vai 50. Tay 65. Và dài 83 nha các bác. Mã số 753. 2.100.000. Một cái áo size 42 nha. Made in USA nha các bác. Rồi. Thông số của nó đây. Chả biết cũng nè. Giống áo cảnh sát nha. Size 42. Thường áo cảnh sát nó hay có mấy này nó đeo cái lon á. Rồi túi. Ủa cái túi này các bác. Này nó có tem mà nó tháo này. Rồi, chỉ thừa đó nha, không lỗi. Có lỗi các bác. Túi. Nó bị nó có tháo tem hay sao nó rách hết lỗ rồi đây. Đúng như đó nha các bác, cái chiếc vải nó đây. Màu đen thui luôn nha. Khóa YKK.
có A Tây nha, có A Tây nút, chiếc vải cũng dày dặn lắm nha. Nó cái này chắc áo cảnh sát đó, khả năng nha, em đoán cái này chắc không biết nó đúng không, nó tháo ra rồi. Rồi và một lỗi duy nhất là nó tháo tem, nó có một dấu ngay đây, một lỗ nhỏ. Cái line hơi dài này quá, phải cắt được nha. Rồi rồi, dưới 75 cơ, 65 đến 75 và cũng dưới mét 75 luôn nha, dưới 75 cân và dưới mét 75. Rồi hai cái túi cũng khá hay rồi. Rồi bán 400.000. Hôm nay người mệt đấy bác, cảm cảm nữa, mệt quá. 400.000 đồng. Vai 52. Tay 56. Và dài 83 nha các bác. 400.000 đồng, mã số 754 nha. Tiếp tục. Rồi em lên cái ấm rồi nè. Cái này sai lát nha các bác, này em bán rẻ 300.000 thôi. Tất nhiên là nó mang lao động thôi, nó có rách đấy bác. D là anh chắc D 79 chuẩn cấp phát lính Mỹ nha, sai lát tiếp N3B. Con này em bán các bác về lấy phụ kiện nữa nha, hoặc là mang ấm rồi. Rách đây, nó ép lại rồi. Khóa Scoville mất một hộp nút. Chân khóa còn ngon nha, cái lớp ngoài nó bị bay thôi, chứ còn cái chân còn ok. Có răng cá mập luôn đấy, lông còn trắng. Đó, nó đắp bên này một chỗ nè, túi nó hơi sờn sờn này. Nó cũng xuống màu rồi nha, đắp đây, người ta ép lại đây các bác. Rồi, đây bạc. Em bán phụ kiện nó về, các bác lấy cặp khóa là ngon. Bo thì nó, bo nó rách người ta tháo rồi. Sai lát nha. Các bác nhiều khi vào bùa các bác rét mà các bác không mang cái này, nó sẽ giữ ấm cho các bác thôi, chứ còn đẹp thì nó không đẹp đâu nha. Rồi mét 7 trở lên, cũng 70kg trở lên là được, còn không này cứ 75kg trở lên. Em bán 300.000. Dài 80, dài 84, 300.000 đồng, mã số 755. Mã 755, 300.000 đồng. Rồi em lên một con N2B. N2B nghe các bác, sai lát này. Áo mắt in được đây. Chính hãng Alpha Industry. Này thập niên 80 nha, mắt in được đây. Tất nhiên là hàng thương mại nó không có ghi đời, nhưng mà mình nhìn, em nhìn vào hãng Alpha nó không có cái tem này, thì nó là thập niên 80 trở về trước đấy các bác. Mắt in được đây nha. Và thêm cái để phân biệt, thường là đời cái này là đời 80 đó. Giữa đâu 80 trở về sau là thường là khóa ID, giữa thập niên 80 và thập niên 90 thường là khóa ID nghe các bác, hoặc là khóa EMA. Nhưng mà Alpha thì nó không có làm khóa EMA, Alpha nó chỉ làm khóa ID thôi. Rồi cổ thì nó, lông này thì về giặt cái là trắng bung ra ngay thôi, để lông luôn cũng được, không thì các bác thích thì tháo ra thôi. Độ mới còn ok nghe, có điều nó mồ hôi này, hơi dơ mồ hôi thôi, chứ còn lại ổn. Bo còn ok nghe các bác, hơi bụi thôi.
hơi bụi mồ hôi thôi, về giặt sạch sẽ nên là đẹp. Độ mới cũng còn phải chín, giờ cũng áo 93 thôi chứ. Cái vải đúng màu nòng súng luôn nha, màu giống y như màu cấp phát đấy. Các bác sau khi giặt nó phải 94-95% đấy. Tất nhiên bo thì cái dòng bo này thì nó hơi lông lông rồi thôi, chứ nó không xù nha. Xài lắc. Cái nón các bác trẻ khóa ra được này. Không thích thì kéo lên. Ok nghe các bác. Còn các bác trẻ khóa nó banh ra hai bên cũng ok. Rồi. Cũng 70. 70 đến 83 cân. Em 68 cân, bác nào rộng rộng thì cỡ như em mang cũng được. Nếu thích mang rộng nha. Rồi cao 1m74-75 đổ lại được. Dòng lưng nó cũng vừa, nó không dài đâu. Rồi em bán 1.300.000. Rồi em đo. Dài. Dài 63 nghe các bác. Mã số 756. 1.300.000. Rồi tiếp tục. À có cái quần pilot này. Màu nó giống giống với mấy cái áo N3B hôm nãy em lên đó. Nó cùng màu luôn đó nha. Con này thì độ mới không cao đâu các bác. Con này nó dơ dơ. Mình mang ấm nè. Bác nào thích mình mang về qua mang đi chơi cũng được. Quần pilot nha, dơ nè. Còn giặt ra hay không này không biết nè. Chỗ này nó hơi bạc bạc rồi. Nói chung là cũng hơi xuống màu. Này nó hơi ma sát tí thôi. Ồ, bo còn ngon nghe bác. Bo lại không bị lỗi. Bo không lỗi nha. Nhưng nó dơ nhiều lắm. Nó dơ nè. Để sát các bác nhìn đi. Nó dơ, dạ dơ. Nó dơ đứt thôi chứ còn không phải dính gì nhiều. Nhưng mà độ mới không cao đâu nha. Nó dính đầy nữa. Mang chơi chơi trải nghiệm thôi chứ còn độ mới không cao. Size 34 chuẩn cấp phát nha. Phi công Mỹ nha các bác, 581 ngày 18 tháng 5 581 nha, hợp đồng. Còn ngày cấp phát cũng 581 luôn. Rồi khóa kéo ống này. Rồi nó có thêm cái lỗi ở đây, khóa General nha, nó có một cái lỗi rách ở đây. Rồi hai cổng khóa. Rồi quần pilot nha các bác. Tất nhiên là nó bị dơ. Bị dơ dơ với lại xuống màu rồi. Đây nữa nè. Tăng đơ các bác siết lại được. Và nó có một cái lỗi duy nhất thôi là rách dưới ống thôi. Nhưng mà bác nào thấy hợp lý thôi mình chốt thôi, em bán 500.000. 500.000 đặt. Tất nhiên là đồ cũ cao. Eo 92 kéo căng 94. Lưng các bác chú ý đo cái chỗ to nhất nha, nó qua rúng đó. Cho nên cái quần nó sẽ dài hơn. Dài 112. Ống ở trên em đo ra 21 nè, dưới bo nữa là 18. Rồi em bán. Các bác về lấy phụ kiện đủ 4 cộng dây kéo, 5 cộng dây kéo luôn nha các bác. 3 cộng ở trên, 2 cộng ở dưới nè. Rồi em bán 450.000. Mã số 757 nha các bác. 450.000. Ui, nghẹt mũi khó thở quá các bác. Cảm xúc nó mệt. Bao nhiêu phút rồi các bác? Năm chín phút rồi. Đây nè, em lên cái áo này nữa, các bác chốt nguyên bộ về được. Cái quần nó dơ dơ nhiều hơn, còn cái màu nó đồng màu luôn nha. Rồi cái áo size lát này, các bác nào thấy hợp lý chốt nguyên bộ luôn. Size medium. Áo size medium nha. Cái này đúng đồng bộ của nó đấy các bác. Chuẩn cấp phát lính Mỹ 585.
nhà thầu Ring Buyer nha. Chân khóa còn ok nha. Khóa khóa General luôn các bạn. Cái áo thì nó mới hơn. Bo nó cũng tháo rồi, nó tháo bo rồi. Ồ, cái áo thì nó mới hơn cái quần đấy nha. Rồi các bác ghép bộ cũng được. Thân trước ổn nè. Thân này cũng ổn, hơi dơ dơ đây tí. Mất hột nút rồi, các bác lấy em đính sau. Ồ, thân sau ổn hết. Rồi. Ổn hết. Cái tay nó cũng dơ dơ, hơi mềm mại tí. Hơi dơ dơ luôn nha. Này cũng vậy, hơi mềm mại tí. Rồi con lại ổn. Cái áo này cũng còn ổn đấy. Cái này em bán cũng 450.000 luôn. Size medium nha. Rồi cũng từ 70 đến 83 kg. 70 đến 83 85 kg. Quan trọng nó ấm thôi, các bác mặc nguyên bộ này vô thì thôi. Thì nó vẫn ok đó các bác, vừa ấm mà vừa chuẩn lính luôn đấy. Rồi em bán cũng 450.000 nha, ưu tiên các bác ghép nguyên bộ. Còn không thì vẫn tách lẻ. Mã số 758, 450.000. Rồi, chắc là ngưng các bác. À còn cái quần dạ này sao các bác chốt ra. Rồi quần dạ của Đức nè. Form dáng như quần M51 đấy các bác. Nút gai còn ok, nó bị sần sần hết vài chỗ thôi. Nhưng mà cái nước vải nó còn, nhìn cái nước vải thì nó còn mới nha. Nhưng mà nó cũng bị sờn vài chỗ, nó rụng cái nhung, cái vải nó không rách nha. Đây đây này. Và đây, chỗ này thì nó lủng hết lỗ đây. Cái này bữa như em lên rồi. Đây sờn sờn tí đó. Đó, vài chỗ. Còn cái chất vải thì nó còn mới đó. Các bác nhìn nó giống như quần M51 đó nha. Túi có nắp nè, dây cột đùi nó đầy đủ. Form cũng rộng, đó, hơi sờn sờn vài chỗ. Rồi, đời 63 rồi. Tháng 5 năm 63 nha. Của lính Đức nha các bác. Rồi, em bán 350.000. Có hai cái tăng đơ, tăng giảm được nha. Căng hết cỡ ra 86 nha. Còn eo các bác 87-8 thì siết cái này lại vẫn được. Đời 63 để giá trị sưu tập chuẩn lính Đức nha các bác. Dài 114. Ống 25 nha. 350.000. Mã số 759. Rồi. Chắc là em ngưng các bác. Video cũng đã dài rồi và em xin phép được dừng video tại đây. Đây hơi mệt các bác. Và nếu các bác thấy vừa ý được mã nào, gọi điện hoặc nhắn qua Zalo giúp em. 0903 1459 65. Em ship hàng toàn quốc nha các bác, nhận hàng kiểm tra hoàn toàn. Cái mũi nó bị nghẹt các bác thở không được, thở bằng miệng nó hơi mệt. Rồi, xin chào. Xin chào các bác.